thưa quý vị và các bạn, liên quan tới câu chuyện ai đã tiếp tay cho hoạt động xe quá tải trên địa bàn thành phố Hà Nội, qua tìm hiểu của VTC14 trong những ngày vừa qua, hầu hết các phương tiện chở vật liệu rời khi rời cảng đều không bị cân kiểm soát tải trọng xe. Đáng nói là tại một số khu vực, trong khi bến bãi trái phép không được trang bị trạm cân, còn cơ quan chức năng thì lỏng lẻo trong công tác giám sát, và thế là xe quá tải cứ ngang nhiên hoạt động mà không bị xử phạt. Đây là bãi tập kết vật liệu xây dựng của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Phú Xuyên, đóng trên địa bàn phường Trần Phú, quận Hoàng Mai. Cổng ra vào bãi tập kết tạm bợ và không có cân kiểm soát tải trọng xe. Những chiếc xe cơi nới thành thùng, hàng ngày cứ ra vào hoạt động tấp nập. Hệ quả, mặt đường bị phá hỏng nghiêm trọng. Bây giờ đường bao nhiêu năm thì vẫn thế, nhất là đường từ ngoài đê kia vào kìa. Khổ lắm, mưa mới khổ. Nốp náp xe toàn thủng thôi. Có anh mưa không nhìn thấy đường thì là nó mới. Có khi đường tuần nó đã đâm thủng vừa thay nốp xong. Trong khi đó, theo ghi nhận của VTC14, một số cảng có trang bị cân, nhưng gần như hàng ngày các phương tiện lưu thông ra vào cảng không hề bị kiểm soát tải trọng. Những chiếc cân trở thành vật trang trí, bụi phủ ngập. Trong khi ngoài đường thì xe quá tải hoạt động tấp nập. Ấy thế nhưng nhiều lái xe lại cho rằng phương tiện chỉ hoạt động trong khu vực nội bộ. Em chả biết được xe mới nhận xe. À thế à? Mình chở này thì vận chuyển đi những khu vực nào? Em toàn xe chỉ trung chuyển trong đây. Toàn trung chuyển này khi này thấy mấy con xe này toàn chở ra ngoài đường mà. Thế em biết đây xe em mới nhận. À, em trung chuyển đá. Vâng, và chạm trộn. Đấy, trong khu vực nào? Đây, trong khu vực lội. Vâng. Mình nghĩ này có lực lượng thanh tra vào kiểm tra. À không, tải trọng xe thì chở xúc có dưới thanh thôi mà. Đủ tải. Trong gần một tuần đi ghi nhận hoạt động của xe quá tải, phóng viên VTC14 không thấy có sự hiện diện của lực lượng xử phạt tại các bến cảng. Và lo ngại hơn nữa là cả chính quyền địa phương cũng không hề biết đến tình trạng này trên địa bàn của mình. Những cái bến bãi hoạt động vật liệu xây dựng ở ven sông thì đều có tồn tại từ lịch sử rất là lâu đời rồi. Thậm chí có những cái bến bãi mà từ những hoạt động từ những năm 60-70, tức là trước đây là cũng đã từng cung cấp cát cho sở xây dựng của thành phố. Thế thì hiện nay thì cái việc mà hoạt động các cái bến bãi này thì thực ra thì cũng không còn mạnh mẽ và nó diện tích lớn như những năm trước. Quy mô đã thu hẹp lại. Người dân có quyền đặt câu hỏi, nếu không cần xe quá tải, phải chăng các bến cảng tại Hà Nội đang bất tuân lệnh của Bộ Giao thông Vận tải trong hoạt động ngăn chặn, xử lý xe quá tải trước khi rời bến? Thậm chí người ta cũng có quyền nghi ngờ, liệu rằng các bến cảng đang âm thầm tiếp tay cho xe quá tải phá đường? Và trong câu chuyện này, cơ quan quản lý địa bàn, lực lượng xử phạt cũng phải liên đới trách nhiệm. Bản tin ngày hôm nay của chúng tôi xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.